Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Xin chia buồn với hai con giáp này vì tháng 1 năm 2023 âm lịch là tháng đen đủi nhất của các bạn trong năm. Trong tháng này, dù làm việc gì, các bạn cũng cần cẩn trọng từng đường đi, nước bước, đừng để sự nóng giận chi phối kẻo sôi hỏng bỏng không. Chuyện tình cảm cũng lâm vào bế tắc không lối thoát, tiền mất, tình tan, khổ cực trăm bề. Các bạn cũng cần theo dõi mình xem có phải con giáp đen đủi đó không và các cách hóa giải từ thầy Gia Cát nhé. 1. Tuổi Sửu. Vận trình của tuổi Sửu tháng 1 năm 2023 âm lịch gặp khá nhiều trở ngại và thách thức. Tai ương khó tránh, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Suốt tháng vận xui đeo bám, người tuổi Sửu cũng có nhiều chuyện phiền muộn về tinh thần. Dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì đi nữa, người tuổi Sửu đều không được chủ quan, trái lại hành sự hết sức thận trọng mới tránh được họa bất ngờ. Tháng Giáp Dần, đương số sẽ có cảm giác bận ngập đầu, lúc nào cũng tất bận, vất vả, việc gì cũng muốn làm vì nhìn đâu cũng thấy tiềm năng, cơ hội, không lúc nào để mình trong trạng thái rảnh rỗi. Mặc dù có khả năng chịu áp lực tốt, song tuổi Sửu chưa biết cách lựa chọn phương thức làm việc lý tưởng, thành ra hiệu quả công việc chưa thật sự tối ưu. Tuy nhiên, nếu nắm được điểm này và tìm cách khắc phục, tuổi Sửu sẽ đạt được mục tiêu như mong muốn, thậm chí là lội ngược dòng, thành công trong nhiều tình huống. Thời điểm này tập trung nhiều hung tinh trong năm, công việc của bản mệnh mất kiểm soát, có thể gặp phải thất bại khá nghiêm trọng, lại bị tiểu nhân quấy phá, gia tăng phiền phức. Theo đó, làm gì cũng cần tỉnh táo, có phương án phòng bị để tránh bất trắc. Phương diện tài lộc của tuổi Sửu trong tháng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng rất nhiều, áp lực kinh tế rất lớn. Vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài. Bên cạnh đó, những ngày đầu năm, tuổi Sửu có xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống, đời sống tinh thần phong phú hơn trước nên bạn đã chi tiêu một khoản tiền rất lớn cho việc mua sắm, ăn chơi. Tình duyên lận đận bởi cục diện thổ thủy tương khắc, người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý, chứ đừng nói tới chuyện kết hôn. Các cặp vợ chồng liên tiếp xảy ra mâu thuẫn, xung đột, gia đạo nhiều sóng gió, bất hòa, tinh thần tuổi Sửu bị ức chế, dễ kích động, nóng giận, càng khiến chuyện tình cảm rắc rối. Theo đó, năm mệnh tuổi Sửu nếu muốn có đôi, có cặp, e rằng bản mệnh phải nỗ lực nhiều thời gian và công sức hơn nữa. Nữ mệnh dễ gặp đào hoa kiếp, duyên đến rồi đi bất ngờ, muốn níu giữ cũng không được. Về sức khỏe của người tuổi Sửu chịu nhiều tác động xấu, bạn liên tục xuất hiện cảm giác mệt mỏi, uể oải, chán ăn, cơ thể suy nhược rõ rệt. Vì phải đối mặt và xử lý với rất nhiều khó khăn, điều phiền phức, tuổi Sửu nảy sinh tâm lý tiêu cực, nhất là người độc thân, càng sống thu mình, ít chia sẻ, cảm xúc không được phát tiết ra ngoài nên càng u uất, bực dọc. Đó chính là nguồn cơn đau ốm, bệnh tật. Theo đó, bản mệnh nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, đừng để bản thân quá căng thẳng và áp lực mà ngã bệnh lúc nào cũng không hay. Chúng ta cùng xét các tuổi Sửu. Sinh năm 1949 và 2009 tuổi Kỷ Sửu, mệnh Hỏa. Sinh năm 1961 tuổi Tân Sửu, mệnh Thổ. Sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu, mệnh Mộc. Sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu, mệnh Kim. Sinh năm 1997 tuổi Đinh Sửu, mệnh Thủy. Như vậy là trong các tuổi Sửu thì người tuổi Sửu sinh năm 1949 và 2009 là tuổi xấu nhất trong tháng này do tác động cục diện thủy hỏa tương khắc. Vào tháng này, bạn hết sức cẩn thận trong vấn đề lời ăn tiếng nói, trong các mối quan hệ xung quanh vì dễ bị tiểu nhân đặt điều nói xấu. Cũng như các bạn phải tuyệt đối chú ý đến sự an toàn trong các vấn đề xe cộ, giao thông, đi lại vì dễ va quẹt, thương tích. Người tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. 2. Tuổi Thân. Theo tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi Thân âm lịch, tháng đầu tiên của năm 2023 không phải là thời điểm thật sự thuận lợi đối với con giáp này. Dưới tác động của tương xung thái tuế, công việc nhiều áp lực, lại có họa thị phi luôn rình rập. Dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng tiến độ vẫn khó cải thiện, hiệu suất sụt giảm. Đã vậy, những lời bàn ra tán vào, đâm đặt của kẻ tiểu nhân ít nhiều ảnh hưởng tới khả năng tập trung của mệnh chủ. Nhiều khó khăn thách thức xảy đến khiến bạn buộc phải vất vả
đối đầu. Song như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vượt lên. Hãy luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Người tuổi Thân trở thành con giáp xui xẻo tháng 1 năm 2023 vì bạn có tư tưởng an phận. Khi mọi người xung quanh ai cũng hào hứng và quyết tâm, nếu bạn buông thả bản thân thì khó có thể giữ vững được chỗ đứng cho mình. Khi đối diện với cục diện tương xung, người tuổi Thân phải xác định tinh thần, mọi rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả trong những công việc quen thuộc nhất. Hãy luôn giữ trạng thái bình tĩnh để không làm rối mọi chuyện lên. Khối lượng công việc đầu năm không hề ít, có những lúc phải mang việc về nhà mà vẫn chưa thể đảm bảo tiến độ. Đã vậy tiểu nhân vận trong tháng không hề nhỏ, luôn có họa thị phi rình rập. Trên phương diện tiền bạc, người làm đầu tư, kinh doanh cần phải thật sự cẩn trọng trong việc đưa ra quyết định. Trước khi quyết tâm làm việc gì, bạn cần phải phân tích rõ thiệt và hơn trong công việc, xác định rõ thực thế trước mắt và thực lực của bản thân. Khi ký kết hợp đồng, bạn cũng cần kiểm tra kỹ lại giấy tờ để tránh bị kẻ tiểu nhân ngầm giở trò, gây thiệt hại về kinh tế hoặc quyền lợi trong tương lai. Tuổi Thân cũng đừng tùy tiện cho người khác vay mượn tiền bạc trong tháng có nhiều hung tinh quấy phá như này. Đồng tiền đi liền khúc ruột, kể cả người thân quen cũng phải xem xét rõ lý do vay mượn và khả năng chi trả của đối phương, kẻo vừa mất tiền lại vừa mất cả mối quan hệ. Đáng buồn hơn nữa, vợ chồng bạn có vẻ ngày càng lạnh nhạt với nhau, những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn giữa đôi bên. Dù quan hệ vợ chồng không hòa hợp, bạn cũng vẫn cần quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của đối phương, trở nên tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí tìm niềm vui ở bên ngoài. Với các cặp đôi, mâu thuẫn âm ỉ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào sau những cuộc cãi vã, tranh chấp triền miên. Từ những vấn đề nhỏ nhưng cả hai chuyện bé xé ra to, chẳng còn bao dung cho nhau như thuở mới yêu. Những vết rạn nứt tình cảm cũng từ đó mà xuất hiện ngày càng nhiều, hai bạn sẽ thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Nếu còn muốn gìn giữ tình cảm thì nên nhanh chóng tìm cách giải quyết mâu thuẫn, hàn gắn rạn nứt trước khi quá muộn. Tháng này, phương diện sức khỏe của bạn cũng có dấu hiệu sa sút. Sức lực hư hao, thể trạng uể oải sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao hợp lý. Ngoài ra, người tuổi Thân cũng cần chú ý vấn đề đi lại và an toàn trong lao động để phòng tai nạn bất ngờ ập tới. Chúng ta cùng xét các tuổi Thân. Sinh năm 1956, tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa. Sinh năm 1968, tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ. Sinh năm 1980, tuổi Canh Thân, mệnh Mộc. Sinh năm 1992, tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim. Sinh năm 2004, tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy. Như vậy là xét theo sự tương khắc của ngũ hành thì tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa chịu tác động xấu nhất trong tháng này do Thủy khắc Hỏa. Khuyên gia chủ Bính Thân trong tháng Giáp Dần này, trước khi làm việc gì cũng cần suy xét cho kỹ, kẻo mang họa vào thân. Nếu đã quyết chuyện gì thì phải làm cho tới, chớ thay đổi ý kiến, thiếu sự kiên định, dễ già, mất lớn. Dễ già là lỡ mất việc lớn. Tuổi này cũng cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe, nhất là trong thời điểm này, sẽ tái phát các bệnh liên quan đến xương khớp, hô hấp. Ra ngoài cần chú ý đề phòng họa huyết quang. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa tìm ra hai con giáp xui xẻo nhất trong tháng 1 năm 2023 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông cho bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.